Hello mọi người, 1.8 triệu thì mua được cái gì? 1.8 triệu thì mua được một cái chuồng mèo. Hiện tại đây thì là chuồng mèo là ngang m2, cao là 60, chiều sâu là 60 nha mọi người. Thì chuồng mèo này nó sẽ chia làm hai ngăn, ngăn là ngăn vệ sinh, còn ngăn là ngăn khu chơi. Đó, ngăn vệ sinh thì đây là mình sẽ nhét thau cát, hoặc là ở trên này thì sẽ tận dụng là một cái sàn để cho bé ngủ nha mọi người. Đó, chuồng này chuồng lắp ráp nha. Thì 1.8 triệu với một cái phân khúc này nó khá là rẻ và được nhốt được một cặp bé sinh sản đó nha mọi người. Cái này Tết Trại đang đặt hàng ở xưởng để sinh sản cho mẹ bé và đẻ. Đó, có chục đà móng nha mọi người. Và đặc biệt là đèn led thì là âm trần. Âm trần này vừa luôn nó sẽ không có để đặt lò dây điện để cho các bé mèo hay phèo phèo sẽ bị giật điện liền. Còn cái này là em bị âm trần thế nhỏ rồi đây cũng tắt rồi. Cái này là bằng bánh ống hợp nha mọi người, nếu mà nó độ bền và cỡ được 5-6 năm, nếu mà mẹ khóa thì nó có thể là tư nhanh hơn một xíu. Mà đến có phải 1.8 triệu mà để 4-5 năm mà chia đều ra thì 1 năm nó khoảng cỡ 3 triệu, một ngày mất là tầm mấy nghìn, ở một ngày mất cỡ 5-6 nghìn. Chào mọi người nha.